Chú Khối bất ngờ chảy lòng muốn tìm thêm một người bạn đời nữa. Thì cái câu chuyện của chú Khối muốn tìm thêm một người bạn nữa thì như thế nào? Thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé, để Tiến kiếm thêm chút tiền đổ xăng đi làm thiện nguyện. Tiến xin nước vui vẻ chào tất cả cô chú và các anh chị em nhé. Chào chú nha. Chào Tiến, chào hội đồng mạng. Dạ. Thì hôm nay là mục đích là Tiến sẵn đi qua Đồng Tháp để quay thiện nguyện. Thì ghé hỏi thăm chú Khối bệnh tình của cô Lệ như thế nào. Rồi những cái điều mà hôm nay đăng chú Khối thì có người khen, cũng có người chê. Thì chú Khối thì hôm nay cô Lệ sao rồi chú? Thì cũng lúc mệt lúc khỏe vậy đó. À, chú coi chú biết con Hoàng chưa? Chưa. Nhưng mà chú có xem có mạng lên đó mà cũng chưa biết. Bữa nay là mới có mới thấy trực tiếp thấy mặt. Dạ, nhưng mà chú có xem qua rồi đúng không? Dạ. Dạ. Thì hôm nay con Minh Hoàng có ghé chơi với Tiến Sông Nước. Thì anh em có đi quay thiện nguyện đó chú coi. Rồi sẵn Tiến rủ đi chơi. Hôm nay gặp chú ở đây thì nghe cũng có xem Tiến đăng chú với cô Lệ. Cô Lệ thì hôm trước cũng có lên cơm của Minh Hoàng rồi, nhưng mà cách nói không có thành công. Thì sau đó thì qua Tiến Sông Nước thì cách nói thành công với chú. Thì cái cốt truyện đó thì con cũng có xem. Thì cũng nghe nói là cô Lệ bị bệnh tim đó chú. Rồi cô Lệ cũng có tâm sự với chú là kêu chú là đi chọn cái người bạn đời khác, đúng không chú? Đúng rồi. Rồi giờ hôm nay chú đến với chương trình của cháu thì theo cái ước nguyện của chú là chú muốn tìm một cái người bạn đời mới chú có nha. Chú bây giờ chú có muốn tìm cái người bạn đời như thế nào mới hợp với chú? Thì bạn đời cũng như là mình trung bình cho nó còn khỏe mạnh đi, chứ để lớn tuổi quá rồi có đôi khi mình không có sống với cái thời đại hiện nay được. Vì thời tiết bây giờ nó cũng khó khăn, đi đau hay bệnh hay do năng lại phải tìm cái người cho nó khỏe khỏe chút. Ý chú nói bây giờ là cô Lệ đã chia tay chú rồi. Cô Lệ cũng có nói với Tiến rồi. Rồi ý chú bây giờ chú cũng vẫn còn chăm sóc, đúng không? Cũng còn chăm sóc. Dạ. Vì bà đang nằm bệnh viện. Dạ. Rồi giờ nào bà nói hồi sáng với Tiến là bà nói khi nào mà bà ra viện đó về nhà thì chú không thể thăm được. Dạ. Vì có con bà trực tiếp rồi. Thử ra ở bệnh viện thì còn tới luôn với bả, còn nếu mà đưa về nhà cũng như là cắt đứt luôn rồi đó. Thì hồi sáng cô Lệ cũng có nói là cái ở đây bệnh viện thì chú lại thăm nom hay là săn sóc gì đó thì được. Sớm mai cũng có nấu cơm rồi đem đồ ăn lại để săn sóc cho bả, cho nó chọn cái tình cái nghĩa. Đúng rồi. Dù sao đi nữa cô chú cũng là vợ chồng rồi. Thì dù cho có chia tay đi nữa thì đây là cũng cái tình cái nghĩa thôi, chứ giờ nó chia tay cái bỏ ngang đứt cái một thì cái đó là chú không đúng. Đúng rồi. À, còn này chú ở đây săn sóc cô là cũng mấy ngày rồi đó, thì vậy là cũng tốt rồi. Thì sẵn cũng gần tuần nữa rồi đó. Dạ. Thì sẵn như chú Khói nói á, bây giờ còn ở trong viện thì chú còn tới nuôi thăm nom được, khi mà cô Lệ về nhà thì chú không đến được. Không đến được là không gì cho đến không chú. Còn bà có nói với bà nói với Tiến rồi sáng rồi. Nói chung cái lại đó cô Lệ cũng đã nói rồi.
chú ở đây thì ố cô ở đây thì chú lại thăm, còn nếu mà cô về nhà là chú không có lại nhà thăm được đó. Còn như ở đây thì chú muốn ở nhà nào ở cũng thăm, nhà nào thăm ở mấy ngày cũng được hết, mà khi mà cô Lệ đã về nhà là chú chỉ là muốn thăm là điện qua điện thoại để mà nói chuyện thôi đó. Đúng rồi. À, thì sau khi mà cái clip mà con đăng lên mà chú nói là cô Lệ chia tay đó, thì cũng có rất nhiều cô là muốn kết nối lại với chú. Tại vì cái thứ nhất là người ta nghĩ là chú mới đây mà lại sống chưa được bao lâu thì cô Lệ lại chia tay, cô Lệ bệnh gì đó, rồi chú cũng chăm sóc lo lắng thì ai cũng thương đó, thì mấy cô đó cũng thấy cũng thương, rồi muốn là kết nối đây chú thì con cũng không dám trả lời đó. Thì con thì thật sự ra nói á, là có nhiều người cũng nói con là lớn tuổi rồi kết nối làm chi, mà cái này sẵn đây Tiến nói cho cô chú anh em hiểu rõ hơn. Tiến làm kết nối thương, hoặc là mấy anh em nào cũng vậy, làm kết nối thương thì cái quan trọng ở đây á là cái quyền của cá nhân mỗi người, miễn mà cô chú anh chị em đó có giấy tờ đầy đủ, không vợ không chồng thì Tiến cho. Còn cái chuyện mà cô chú anh em lớn tuổi là mỗi người, bây giờ Tiến làm kết nối thương, bây giờ mấy anh mấy chị đi muốn mà lên chương trình, lúc đó Tiến không cho nó, ủa sao mày làm kết nối yêu thương mà không cho tao lên, đúng không, thì cũng gặp khó nó. Bây giờ ai lên thì lên, mà quan trọng ở đây bây giờ Tiến cũng nói rõ luôn cô chú anh em hiểu cho rõ hơn, cô chú anh em nào cảm thấy còn sức khỏe thì hãy lên đây, mà trước khi lên đây cô chú anh em phải suy nghĩ cho nó kỹ hơn trước khi để lên ghi hình đó. Thì cái vấn đề này thì con cũng xin phép hỏi chú, bây giờ cô Lệ cũng đã là chia tay chú rồi, bây giờ ý định của chú có muốn bước thêm bước nữa không? Thì phải bước thêm bước nữa. À, chấp nhận bước thêm nữa hả? Chấp nhận, nhưng mà nếu mà ai thương tôi thì phải về nhà tôi sống, là chứ còn tuyệt đối là không có, không có rễ. Làm rễ à. Không có bắt rễ được. Vì vậy là chú nói là chuyến này rút kinh nghiệm tìm người phụ nữ nào là cả nhỏ tuổi hơn chú có còn sức khỏe, còn sức khỏe chú rút kinh nghiệm rồi chứ không có muốn 73, 21 nữa. Bây giờ là mới có tuổi ngày mà đi trực bệnh viện mười mấy ngày rồi, gần 20 ngày rồi. Con nói chú nè, con nói chú vậy nè, cái nhỏ tuổi hay cái lớn tuổi nào cũng vậy, thì cái nhỏ tuổi nó đỡ hơn lớn tuổi chút. Dạ, mà cái bệnh này thật sự ra là không ai biết trước được, không ai biết đâu đó. Dù cho chú chọn người nhỏ tuổi đi thì cái chuyện đời mà đâu không biết trước, mà cái mình rút kinh nghiệm lần đi trước, nhỏ tuổi vẫn hơn, nhỏ tuổi nó vững hơn, có sức khỏe, cũng biết rằng là đời là vô thường thì cái đó không ai tránh khỏi. Nhưng mà ý chú nói đây là rút kinh nghiệm lại, nhỏ tuổi chút thì nó càng khó. Thì lớn tuổi thì sức khỏe nó cũng kém, mà nó dễ sanh bệnh nữa. Còn cái điều hay nha, cái điều hay là chú Khối tuy không có khá giả giàu có gì, nhưng mà nhất quyết là phải cứ vợ là phải đem về nhà, không vợ rể, không có bắt rể được, không ở rể. Nhưng mà ví dụ như cô đó về với chú ở với chú thì phải như thế nào, góp gạo thổi cơm thì góp gạo thổi cơm, cô đó cũng phải có số, rồi tôi có số, nhưng mà để chi, để sau này để cô đó cũng có bệnh hoạn thì tôi cũng hùng giúp vô số nữa để lo cho cô đó. Còn cái phần tôi thì kể như ưu tiên nhà nước không có bỏ rồi đó, như tôi bệnh hoạn hay là đau ốm kiểu nào đó thì mà quan trọng đó chứ, nói là cái nguồn để mình sống hàng ngày, cái cuộc sống mình sống hàng ngày đó, thì nếu mà không giàu sang á thì đủ ăn đủ xài thôi đó, có thêm một người nữa thì cũng được vậy đó. Nhưng mà có một cái mà đòi hỏi quá đáng thì tôi lo không nổi đó. Còn nếu mà cái cô đó có số vốn là để chi, để phòng bị cho cô đó thôi, chứ còn tôi cũng không có cần, ha, là tôi không có soi xỉa gì vấn đề cái tài khoản của cô đó. Cô đó thí dụ có 500 triệu, 50 tỷ gì đó thì cứ gửi ngân hàng đi, rồi hàng tháng mình lấy lương ra bổng với cá mắm này kia xây dựng trong nhà cũng được.
Còn nhà tôi thì cơm áo gạo tiền thì nó cũng vừa đủ vậy đó. Cũng không giàu có hơn ai. Nhưng cái tuổi này còn làm gì nữa giờ đó. Thì đau bệnh thì chỉ lo cho cô đó thôi, chứ còn tôi thì đi ra bệnh viện không có tốn ngàn nào hết. Cái núi sau này trăm tuổi già đó thì nhà nước cũng phải lo cái chỗ nơi chỗ mình cũng có số tiền. Cũng có chắc thường xuyên đi chùa lắm ha. Cũng có đi chùa, đi khi là đi ngày 14 rằm 9:30. Rồi có khi mà đạo người ta điện là đi cúng từng đó. Rồi có lúc là mất đi cúng nhiều đám quá rồi cũng không có đi được nữa. Này để cho khói động bộ đồ đam đẹp quá. Để thử Phật đó. Và đạo Hòa Hảo hả chú? Hòa Hảo. Bởi vì gốc ông cha ta trước đây cũng tu hành. Hồi trước thì nơi sanh mình ở Phú Tân, An Giang. Ngay trên góc dưới tổ đình chút đó. Qua Mỹ Luân qua gì? Bến đò Thượng Giang. Qua bến đò Thượng Giang rồi là chợ đình rồi mới lên Mỹ Luân. Tôi ở ngay đoạn giữa. Từ sau thời gian lớn lên rồi mới cha mới chết rồi mới là lớn lên mới đi bộ đội. Năm 76 mới chức ngủ về. Thì lập gia đình thì mấy lần nó cũng gãy đổ, không chuyện này cũng chuyện kia, mà nếu thành công á thì như cái bà Lệ này cũng thành công đó. Quý vị xem chương trình cũng thông cảm ha, tại vì hôm nay thời tiết mưa bão quá, còn sáng từ tối tới giờ á không có đi đâu được. Như bà Lệ này cũng thành công, nhưng mà bây giờ là thành công gì mà cũng bây giờ bả đau cái nhồi máu cơ tim rồi thì tự động bả là yêu cầu mình phải chia tay với bả để bây cho con bả cái vụ đó mình gác lại đi chú nói. Bây giờ là tìm cái bây giờ vậy nè, bây giờ cái vụ cô Lệ đó thôi mình tạm ngưng ha. Thì bây giờ con nói đây cho cộng đồng hiểu rõ hơn. Bây giờ đây là chú muốn bước thêm bước nữa để kiếm cô mới, đúng không chú? Đúng rồi. Chứ tụi con ở đây không có ép buộc chú nha, không. Cũng không có kêu chú phải làm cái này phải làm cái nọ. Chú muốn nhờ con đăng tải cái đoạn video này lên thì con đăng, chứ con không có bắt buộc chú là phải lên kiếm thêm bà nữa, đó là điều đó không có nghe chú. Dạ. Nói cho khán giả hiểu. Cái này là tự tôi tìm hiểu. Tôi đang lên. Phải cho ông nội. Phải cho ông nội. Rồi bây giờ thì thí dụ đi, con nói thí dụ lỡ có một một cô, người ta có nhà cơ ngơi vững chắc, có công ăn việc làm, mà giờ ta không muốn về nhà chú, không muốn về nhà. Chú muốn về nhà cô đó rồi chú nghĩ sao? Được đâu? Không được luôn. Không được. Bây giờ cho cô đó giàu cỡ mấy cũng không được luôn. Giàu cỡ mấy đi nữa cũng không về nữa. Là chú nhất quyết là không ở rể. Không ở rể. Ai thương chú thì về nhà chú. Tôi thì về nhà tôi. Mà về nhà tôi thì đi niệm Phật tu hành thôi, chứ còn ngoài ra lao động thì không có lao động rồi. Mày ông đi chắc nói là ông bận rồi thì tôi. Không có lao động. Bây giờ tôi được trước là tôi cũng lao động, cũng buôn bán nè, làm ruộng nè, thì cuối cùng cũng có tồn tại được cái gì đâu. Rồi bây giờ cái cô nào mà em nào thương tôi từ 65 hay là nha, 65 đội số 20 từ 65 trở lại đi. Rồi 65 trở lại mà bọn này đất nước ha. Hả? Chỗ nào, tỉnh nào cũng được ha. Tỉnh nào cũng được. Mà quan trọng là về nhà chú sống. Về nhà tôi sống. Chứ cuộc sống thì cơm áo gạo tiền, cuộc sống sao thì cô đó sống vậy. Chứ còn nếu mà về mà đòi hỏi quá thì không được. À chú, bởi vì tôi người đi tu hành mà nếu mà đòi hỏi quá thì làm sao mà có ngăn mà để giải. Vậy hai ông bà đi đổ cá linh ha, đừng nước nổi. Hai ông bà sắm cái lợp đó đặt không làm luôn.
nào luôn hả? Không làm luôn, không mặn gì hết, chỉ đi niệm Phật là có ăn, cầu nguyện cho người ta vậy thôi. Bây giờ á, nếu mà cô nào về chú là cơm ngày hai bữa là chú lo được, cơm ngày hai bữa lo được. Còn mà đòi hỏi về tiền bạc nhiều quá là không hỏi có tiền bạc là sắm sửa này kia xa xỉ thì không được. Chú nói thẳng luôn, chú không có tiền nghèo, không có tiền nhiều, vì tôi đi làm thần cúng lại Phật không à, làm gì có tiền nhiều. Nếu mà thời đại bây giờ nếu đủ ăn đủ mặc là được rồi đó chứ. Giờ còn cây nào để làm lễ vật không? Không, không có để dành. Bây giờ để dành là dành ngân hàng để mình lấy lãi mình đi tu thôi. Bây giờ là chú nói đi, nếu mà cô nào đến với chú là chỉ là làm mâm cơm được rồi. Là chứ không có tặng cái gì nữa hết. Đó là sao? Này kia thôi chứ còn không có đòi hỏi xa xỉ được. Để cũng mâm cơm ông bà đó mắt. Chứ không có tặng gì nữa hết đúng không chú? Có đòi hỏi, nếu mà đòi hỏi quá thì không được. Chỉ là làm mâm cơm mà cúng ông bà là xong. Rồi cái đó thì được rồi, mâm cơm cúng ông bà được. Thì phải, cái đó là phải có rồi. Cái đó là đương nhiên là phải có rồi. Chứ đòi vàng đòi vòng nữa là hết rồi nghe. Chuyện này gửi hết rồi nghe. Đó thì mình phải công bố rồi. Chuyện này nó xí hụt rồi nghe. Bây giờ chú nói là bây giờ găng cô đó rụng rồi, vàng đâu có được. chú gói giới thiệu lại một chút là chú bao nhiêu tuổi cho khán giả của con biết chú. Tôi trong giấy là 76, còn tuổi ngoài là tuổi rắn á. Tuổi thị tuổi thị là nhiêu? 70 đó. 70 đúng luôn ha. Chú là 70 tuổi. Đúng 70. Không mà nhìn chú khó còn rất là phong độ ha. Thử ra là sức khỏe còn ok. Với mình nữa được như ổng không ha. Sức khỏe dồi dào ha. Chú Khối nói chung ra là tuy rằng 70 mà sức khỏe còn dồi dào đó. Con nghe nói là cái này con hỏi thiệt chú coi có không nha. Cái này không phải là gì, cái này là coi như là sức khỏe của chú á. Là chú nói chú sống về cô Lệ là sống được chỉ có 5 đêm ăn ái thôi đúng không? Đêm bắn một phát hả? Không có, ý nói là ý chứ con không nói vô đó, vẫn nói là 5 đêm ăn ái liên tục đúng không? Là đúng 5 đêm. Tính ra là chú Phó là sức khỏe dồi dào đó. Dữ vậy. Là 5 đêm liên tục ăn ái. Thì thời gian trước tôi ăn chay trường sức khỏe nó cũng có sơ chút là lúc bệnh hoạn đó. Rồi bây giờ nó đã qua cái đốt mình hết cái bệnh rồi. Bây giờ sức khỏe mình bình thường rồi. Dạ con hỏi chú này, hồi còn trẻ đó con không nghĩ mà cái tuổi chú đã 70 mà được như vậy. Thì con hỏi là ngày xưa chú còn trẻ chú có ăn chơi không? Thứ gì cũng có hết á. Sao mà đạn đâu mà nó nẻ đạn người ta bắn thì có lúc mới hết chứ sao chú còn hoài vậy? Hồi đó đi bộ đội có dấu. Có dấu mình nữa. Hai chú sức khỏe đâu mà còn dữ hả? Sức khỏe trời xanh mình đâu có biết được. Không, nếu mà cái này là con khán giả cũng không cảm nha. Cái này là tiếng là cái đó còn thì sức khỏe mới là còn. Còn mà cái còn đó không đi, còn đi kiếm vợ chứ. Chứ mà sức khỏe không còn là không bao giờ được. Chú thấy như tiếng gì nè. Tại vì chú á, thì nói chung là bà con dòng họ thì bây giờ không có. Có 4 đứa con đó. Giờ 4 đứa con á, thì nó cũng không có săn sóc cho mình. Cho nên bây giờ mình thấy đủ ăn đủ xài, nhưng mà nó thiếu cái tình thương. Có con mà cũng như không, cho nên thiếu cái tình thương. Từ ngày lớn tuổi nó có thiếu một cái là sự săn sóc. Khi đau bệnh này kia là chú thấy nhiều khi cũng buồn tuổi, đi nằm bệnh viện tự động đi rồi tự động về, hết bệnh rồi chạy về. Cũng không con cái cũng không tới thăm. Mình thấy mình vô phước, mình cô đơn.
cho nên chú mới là quyết tâm để kiếm một người thật sự thương mình, để kề bên cạnh mình, để là trợ giúp với nhau. Chứ còn nói gì tiền bạc thì chú bây giờ mình nói không cần thì không phải, phải có tiền mới có sống, nhưng mà tiền với gạo thì chú không có lúc nào thiếu hết á. Nó còn giàu hơn ta thì không có. Bây giờ là chú phải nói là chú không có gì ở rễ, chú anh nói người này đến nhà chú không có số. Tiệc tối là dù cho người đó trăm ngàn tỷ bạc đi tỷ tỷ cũng không về làm rễ được. Còn mà nghĩ gì bên chú là để cho chú có cái tự do, chú đi làm thuốc cho người ta. Chứ bây giờ mình về làm rễ đâu có thời gian mà để mình đi làm thuốc. Thử ra bây giờ chú không cần giàu, chú chỉ cần cơm no áo ấm mà để chú đi làm thuốc thôi. Cái tuổi đời mình đã lớn rồi thì biết sống được bao lâu. Bây giờ mình còn sức khỏe, mình ráng đi làm thuốc cho ta. Thì hôm nay cái nguyện vọng của chú nói là muốn thành lập cái mỗi vườn mới. Thì theo như lời chú Tiến nói là có rất là nhiều cô bên Tiến là muốn liên lạc, muốn lạc cái nói, muốn liên lạc cái nói với chú nói. Thì đó bây giờ anh em mình kết thúc làm được cái video này đi. Rồi để cái video sau cho chú nói tâm sự với cái cô đó thử xem sao. Hãy cô nói. Thì bây giờ mấy anh em đây là tạm dừng cái video đây. Thì để con sẽ điện cái cô kia để cho chú và cô kia nói tâm sự như thế nào ha. Thì thôi Tiến và Minh Hoàng cũng tạm dừng cái video đây. Thì mong ngày tất cả cô chú anh em hãy đón xem cái tập tiếp theo của chú Thối tâm sự cô mới như thế nào. Rồi chẳng giả chú, bye bye. Chào cộng đồng anh.